Kính thưa các bạn, hôm nay chúng ta sẽ học qua câu số 6 trong phần quy mệnh các Đức Thế Tôn trong Chú Lăng Nghiêm. Bây giờ chúng ta sẽ đọc qua phần tiếng Phạn. Namo Bhagavate Shakyamunaya Tathagataya Arahate Samyak Sambuddhaya. Namo Bhagavate Shakyamunaya Tathagataya Arahate Samyak Sambuddhaya. Namo Bhagavate Shakyamunaya Tathagataya Arahate Samyak Sambuddhaya. Chữ Namo á thì chúng ta đọc là Namo, Namo, Namo. Kế tiếp là chữ Bhagavate, Bhagavate. Chữ B và chữ H chúng ta sẽ đọc là B, B. Nếu mà chữ B không thì chúng ta đọc là B. Nhưng chữ B đính kèm với chữ H thì chúng ta đọc là B. Cái hơi trong miệng chúng ta đưa ra nhiều một chút. B, B. Bhagavate, Bhagavate, Bhagavate. Chữ V, chữ V này nè, chúng ta đọc là wa, wa. Giống như chữ W vậy đó. Bhagavate. Khi chúng ta gặp chữ S có dấu sắc ở trên, chúng ta cong lưỡi lại đọc sha, sha. Shakya, Shakya, Shakyamunaya, Shakyamunaya. Chữ N có dấu nặng, chúng ta đọc cong lưỡi lại, lấy hơi từ trên vòm miệng chúng ta đưa ra na, na vậy, na vậy. Rồi chữ A mà có dấu gạch ngang trên đầu thì chúng ta đọc hơi dài hơn so với chữ A không có dấu gạch ngang trên đầu. Chúng ta đọc chữ A có cái dấu gạch ngang trên đầu, thời lượng của nó gấp đôi so với chữ A không có dấu gạch ngang trên đầu. Shakya, Shakya Munaya, Shakya Munaya. Điển hình là trong chữ này, hai chữ A màu đỏ chúng ta sẽ kéo dài hai nhịp, ba chữ A màu đen chúng ta sẽ kéo dài chỉ một nhịp mà thôi. Tathagataya, Tathagataya, Tathagataya. Arhate, Arhate, Arhate. Cái chữ R này chúng ta đọc là ra, ra. Ar, Arhate, Arhate. Samyak, Sambuddhaya. Chữ D và chữ H chúng ta đọc là D, D. Nếu mà là chữ D không chúng ta sẽ đọc là D. Nhưng bây giờ chữ D ghép với chữ H chúng ta phải đọc là D. Cái hơi nó mạnh một chút từ trong miệng chúng ta đưa ra. Samyak Sambuddhaya, Samyak Sambuddhaya, Samyak Sambuddhaya. Đó. Về ý nghĩa, chữ Nam Mô có nghĩa là quy y, quy mệnh. Bhagavate là Đức Thế Tôn. Shakyamunaya là chữ ghép của hai chữ Shakya là Thích Ca, được dịch là Năng Nhân. Muni là tịch mặc, là sự êm ả vắng lặng. Shakyamuni là bậc tịch mặc, là bậc hiền thánh của dòng họ Thích Ca. Đó. Tathagataya là Như Lai. Arhate là ứng cúng. Samyak Sambuddhaya là chánh đẳng chánh giác. Thì cả câu này dịch chung là con xin quy y Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni Như Lai ứng cúng chánh đẳng chánh giác. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ đọc qua cái câu tiếng Phạn này vài lần nữa. Namo Bhagavate Shakyamunaya Tathagataya Arahate Samyak Sambuddhaya. 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 Namo Bhagavate Shakyamunaya Tathagataya Arahate Samyak Sambuddhaya.
Namo Bhagavate Shakyamunaye Tathagataya Arahate Samyaksambuddhaya. 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 Câu này cũng rất là ngắn và dễ học. Thì các bạn nhớ đọc đi đọc lại và để ý những chữ màu đỏ để chúng ta dễ học. Và chúc các bạn học mau thuộc đoạn này. Xin kính chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào đợt kế tiếp.